Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 13 đến câu 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Má chào chúng con. Hôm nay có vui không? Không vui mới lạ. Bởi vì tạ ơn Chúa, trong nhà thờ chúng ta ai cũng khỏe hết á. Ai cũng có cái nét mặt dễ thương hết. Xấu xấu như ma mà cũng dễ thương, đúng không? Bởi vì mình được thức giấc, mình được sống thêm một ngày mới, đúng không? Bài tin mừng hôm nay nói về điều gì? Bạn nào xung phong? Bài tin mừng hôm nay nói về điều gì? Tanh tanh nào? Ma già cả rồi mà không nhớ nữa. Mới công bố xong ma quên rồi. Chuyển micro, đứng lên nói tanh tanh. Bài tin mừng hôm nay nói về điều gì? Xưa cha nói về muối và ánh sáng. Kenly năm nay bao nhiêu tuổi ta? Mấy? 9 tuổi. Kenly đi lễ mà Kenly nhớ bài tin mừng. Nhiều khi mình 19 tuổi mà mình đi lễ, mình nhớ TikTok, mình nhớ Facebook, mình không nhớ tin mừng. Bài tin mừng hôm nay nói về muối và ánh sáng. Chúng con, ai trong chúng con có thể nói cho ma với cộng đoàn cái gọi là cái công dụng của muối và ánh sáng này? Rất đơn giản nha, không khó đó. Ai đứng lên nói giùm ma công dụng của muối và ánh sáng? Tăng tăng. Câu này dễ không được trả lời, đứa khác nó là phải trả lời câu khó mà mới chịu. Đứng lên. Bé nào mà thông minh là ma không có hỏi câu khó, câu dễ. Cái câu này rất đơn giản, tụi con đi học mà. Muối là để làm gì? Muối để uống nước, muối để pha nước chanh uống hả? Hay là muối để nấu chè? Muối để làm gì? Làm cái gì? Đứng lên. Tanh tanh bất cứ ai. Muối để làm gì? Muối để làm gì? Nấu chè hả? Không phải nấu chè thì làm gì? Tanh tanh nào. Muối để nấu ăn đậm đà hơn, nấu canh ngon hơn. Ai không đồng ý thì không vỗ tay.
Muối là để ướp mặn, cá, thịt, thức ăn. Nếu như mình nấu thức ăn mà mình không có muối, ăn nó chán lắm. Còn ánh sáng là để làm cái gì? Bùi thô ớt. Ánh sáng làm cái gì? Ánh sáng để làm cái gì? Ánh sáng làm gì? Nghe chết liền á. Ai không đồng ý thì không vỗ tay. Mình nghe rất đơn giản. Ánh sáng là để chiếu sáng cho đời. Nhưng mà điều mà Chúa nói trong tin mừng hôm nay, cả ba bài đọc hôm nay rất là hay. Rồi bây giờ ma nhờ người giơ tay hồi nãy đứng lên. Đứng lên nào, mắc cỡ gì nữa. Đưa micro cho người đó. Người nào hồi nãy giơ tay mà chưa được nói, bây giờ sẽ nói và phải nói. Đứng lên. Trong tin mừng Chúa nói mình làm ánh sáng cho đời, thì mình làm bằng cách nào? Có phải là mình đi vô kho xăng, cái mình tẩm xăng, cái là mình đốt, cái mình chạy, cái là mình làm đuốc sáng không? Có phải vậy không? Nhưng mà chuyện nó có thiệt không? Có không? Mà chuyện nó con tin không? Cái chuyện mà tụi con học lịch sử đó, có một người nào đó đi tới kho xăng nhà bè, tại là tẩm xăng vô trong người mình, bắt đầu đốt vô người mình, đi vô đốt kho xăng nhà bè. Cái chuyện đó con có tin cái chuyện đó không? Con có tin cái chuyện một người nào đó mà đi tẩm xăng trong người xong đi đốt kho xăng không? Tin không? Lịch sử thì cần phải dạy sự thật, đúng không con? Nhưng mà điều đó con có tin là sự thật được không? Thế bây giờ mình có hay không? Yes or no? Không hay có. Chứ còn mình đâu phải mình không biết được. Mình Chúa ban cho mình cái trí khôn. Mình phải biết phân biệt cái gì đúng sai, cái gì thiệt giả, cái gì có hay không chứ. Theo như con, cái người nào đó mà tẩm khăn xăng vô người mình rồi đi vô đốt kho xăng là con tin được hay không? À không tin. Thấy chưa? Một điều bất tín là vạn điều bất tin. Bây giờ con thử đi, con tẩm xăng vô một con chuột đi, con cho nó chạy đi, nó chạy được, con đốt vô nó coi nó chạy được mấy mét, đúng không? Vậy mà một con người tẩm xăng vô rồi bắt đầu đi đốt kho xăng thì người ta lại dạy cho con nít rằng là đốt sống. Ô, lạ quá. Chúa có dạy mình làm đốt sống kiểu đó không? Có không? Chúa có dạy mình giả tạo kiểu đó không? Nếu như vậy thì ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là ánh sáng cho đời. Thì theo như con hiểu các bài đọc hôm nay, ánh sáng cho đời là như thế nào? Con có thể diễn tả cái cảm nghĩ của con cho các anh, các chị, các bạn và ma cùng nghe. Cái này là cái cảm nghĩ thôi nha. Có thể đúng, có thể sai, ma sẽ chỉnh. Cái này nó nằm ở bài đọc 1 là chủ yếu. Ngồi đó mà không chịu vỗ tay nữa. Nói lại tiếng Sarai chậm chậm đi cho các bạn nghe. Ta ngạc
Đó, chúng con dễ nhớ không? Làm ánh sáng và làm muối cho đời, được sách ngôn sứ Isaiah hướng dẫn cho chúng ta. Hãy chia cơm, chia bánh cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi. Những người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng, công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Dễ thương không? Mình làm muối, làm ánh sáng cho đời bằng cách mình chia cơm, xẻ bánh cho người đói. Mình rước vào nhà những người bất hạnh không nhà ở. Nếu một gặp một người trần truồng thì mình cho họ mặc. Hay không? Hay không? Sao không ai nói hết vậy? Chúa nói qua lời ngôn sứ Isaiah và rồi tiếp tục: nếu ngươi loại bỏ người xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày. Dễ thương không? Khi mà các ngươi hy sinh cho người đói rách và làm cho những người đau khổ vui mừng, thì ánh sáng của mình được tỏa lên. Chúng con thấy không? Rất đơn giản. Chứ đừng có nói đi lễ về rồi xong mà đi lấy dầu, lấy xăng tẩm lên người thành ánh sáng để cho người ta thấy đâu nha. Đừng có làm giống như cái kiểu người nào đó mà thành đuốc sống á. Không ai thấy cái đuốc đó và không ai tin cái đuốc đó đâu. Cái đuốc mà Chúa mời gọi, sao tôi ma cười mà. Mà nhiều khi mà không giải thích rồi mà nó về nó làm đuốc thật đấy chứ. Nó bảo là hôm nay Chúa nói với con là ánh sáng cho đời, nên là con về con mua xăng, con mua dầu, con tẩm vào người con, cái con đốt để cho mọi người thấy nơi con là ánh sáng. Sao tôi ma cười mà. Không giải thích nó làm thiệt á. Đúng không Jun? Không giải thích có đứa nó làm thiệt á. Nó về làng cái nó bảo nó đốt xong rồi nó nói ơ mình là ánh sáng cho đời đây. Hay là nó về nó đi mua muối cái nó trét đi người nó, cái nó chạy trong làng ơ mình là muối cho đời đây. Ừ, làm như vậy là không được ha, không đúng với ý nghĩa của tin mừng ha. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta và Chúa mời gọi bản thân ma nữa. Hãy trở nên muối ướp cho mặn đời, hãy trở nên ánh sáng cho trần gian. Có một bài hát sinh hoạt mà nó rất ý nghĩa. Bây giờ giờ đây ma hát và chúng con cùng hát, hy vọng là chúng con sẽ thấm để như là một cái hành trang. Sau thánh lễ này mình về nhà mình vừa hát và vừa cầu nguyện. Chú ý nghe ma hát nha, anh chị giáo lý viên là phải tập trung đó nha. Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường, không ai thắp đèn rồi đem thùng úp lên, nhưng khi thắp đèn rồi đem đặt trên giá, để cho mọi người thấy ánh sáng mà đi. Ai ơi muối mặn để cho đời mặn mà, ai ơi muối mặn làm cho đời dễ thương, nhưng khi muối nhạt thì đem đổ ra ngõ, để cho mọi người chân bước đạp lên. Dễ thương không? Dễ nhớ không? Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường, không ai thắp đèn rồi đem thùng úp lên, nhưng khi thắp đèn thì đem đặt lên giá, để cho mọi người thấy ánh sáng mà đi. Không ai ơi muối mặn để cho đời mặn mà, ai ơi muối mặn làm cho đời dễ thương, nhưng khi muối nhạt thì đem đổ ra ngõ, để cho mọi người đưa chân bước đạp lên. Hát được không ta? Chắc quen quen mà. Rồi bây giờ mình hát chung bài này, vừa hát với tâm tình cầu nguyện ha.
Rồi đi về nhà mình cứ nghêu ngao có bài hát này để như là tự nhắc nhớ mình là muối, là ánh sáng cho trần gian. Không ai thắp đèn, 2, 1. Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường. Không ai thắp đèn rồi đem thùng úp lên. Không ai, nhưng khi thắp đèn thì đem đặt trên giá để cho mọi người thấy ánh sáng mà đi. Ai ơi muối mặn để cho đời mặn mà. Ai ơi muối mặn làm cho đời dễ thương. Nhưng khi muối nhạt thì đem đổ ra ngõ để cho mọi người đưa chân bước đạp lên. Dễ nhớ ha. Thắp đèn thì phải đặt trên giá để cho mọi người nhìn thấy. Nhìn thấy mình là một người Kitô hữu. Khi mình sống chung với các bạn, mình đi học mình phải ngoan, vâng lời thầy cô, không được quay cóp, cố gắng học hành. Ai ơi muối mặn để ướp mặn cho đời. Xin cho mỗi người chúng ta trở nên muối ướp cho mặn đời, để cho các bạn người chưa phải là công giáo của chúng ta, họ thấy nơi chúng ta là muối, là ánh sáng cho đời. Mỗi người chúng ta trong cái thân phận yếu đuối và chúng con ở cái tuổi nhỏ, chắc chắn chúng con không làm được gì. Nhưng có lẽ một cái hành động bác ái, một cái hy sinh, ví dụ như bạn đi học mà quên bút, mình có thể cho bạn mượn, cho được không? Được không? Những cái hành vi bác ái đó rất là dễ, mình chia sẻ. Hay là hôm nay mình có bánh ăn, mình bẻ đôi cho cái đứa ở kế bên nó chưa có bánh ăn. Chúng con làm được không? Được không? Đừng có chơi mà có bánh mà lủng một mình là không có vui đâu nha. Ha, có bánh là bẻ đôi cho người khác, chia sẻ với người khác. Chúng con cùng với Ma xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để ngày mỗi ngày chúng ta trở nên ánh sáng, chúng ta trở nên muối cho đời.